Kính chào quý vị khách hàng đã đến với video giới thiệu sản phẩm của Dakia Tech. Thì trong video ngày hôm nay, Dakia Tech sẽ giới thiệu đến quý khách một cái sản phẩm là bộ sạc Acquy có thông số là 12V 6A, chính hãng Sauer, có model sản phẩm là Son 1206D. Sauer là một công ty chuyên nghiên cứu sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, có nhà máy đặt tại Quảng Đông, Trung Quốc. Các sản phẩm chính của Sauer bao gồm có bộ kích điện, sạc năng lượng mặt trời, inverter off-grid, inverter hybrid cho năng lượng mặt trời và các cái dòng sạc Acquy. Đây là cái sản phẩm bộ sạc 12V 6A của Sauer, quý vị có thể quan sát. Rồi, ok, thì sau đây tôi sẽ tiến hành khui cái sản phẩm ra để cùng giới thiệu cho quý khách về các cái thành phần cấu tạo bên trong của sản phẩm. Này, bên trong được lót bằng nút xốp rất là cẩn thận nha quý khách nha. Có cái manual bằng tiếng Anh. Mini ô bằng tiếng Anh. Ok. Mình sẽ để sẵn để cái hộp sản phẩm sang một bên. Đây là cái sản phẩm của chúng ta. Rồi. Như quý khách có thể quan sát về cấu tạo của cái sản phẩm sạc Acquy Sauer 12V 6A thì nó được làm bằng nhựa màu đen, nhìn thiết kế khá là chắc chắn và tinh xảo đó. Rồi, phía mặt trên của sản phẩm thì có tên của hãng sản xuất và có cái màn hình hiển thị các cái thông số ở trên này, thì nó sẽ hiển thị các cái thông số là điện áp sạc, phần trăm dung lượng của Acquy, dòng sạc Acquy, và nó có bốn cái đèn LED ở bốn góc để báo hiệu cái chế độ hoạt động của cái bộ sạc. Rồi, quý vị có thể quan sát nữa. Đấy, đây là mặt sau này, mặt dưới đáy của bộ sạc này. Phía bên hông của bộ sạc thì nó có cái quạt tản nhiệt ở đây nha quý khách nha. Đó, nó có cái quạt tản nhiệt ở bên trong để giúp cho cái bộ sạc tản nhiệt tốt trong quá trình hoạt động sử dụng liên tục. Bên này nó có khe tản nhiệt. Về dây cắm thì bộ sạc này sẽ bao gồm có hai cái dây đỏ và dây đen. Ở đầu dây có cái kẹp này thì để nối với lại bình acquy. Cái kẹp màu đỏ, dây đỏ sẽ nối với lại cực dương acquy, cái kẹp màu đen, dây đen sẽ nối với lại cực âm của acquy. Còn cái dây này là dây để nối với lại điện lưới. Dây nối với điện lưới để sạc cho acquy nha quý khách nha. Thì sau đây tôi sẽ tiến hành mở cái dây này ra. Rồi. Về thông số của bộ sạc Sauer 12V 6A. Thứ nhất là mã sản phẩm là Son 1206D. Nó có dòng sạc điện áp sạc định mức là 12V, dùng cho acquy 12V. Dòng sạc tối đa của cái bộ sạc này là 6A. Điện áp ngõ vào là 220V 50Hz. Hiệu suất của cái bộ sạc này thì nó lên tới 87%. Công nghệ sạc, bộ sạc này sử dụng công nghệ PWM với sạc thông minh, mạch sạc thông minh 3 giai đoạn, giúp cho acquy tăng độ bền acquy, sạc nhanh hơn. Dùng bộ sạc này thì có thể dùng cho acquy từ
6 ampere giờ đến 100 ampere giờ. Rồi, về kích thước của cái bộ sạc này. Đó, thì bộ sạc này có kích thước là chiều ngang là 15 cm, chiều cao là 8 cm và chiều sâu vào là 6 cm với khách nha, rất là nhỏ gọn, có thể mang di chuyển đi lại rất là tiện lợi. Về ưu điểm của cái bộ sạc shower này thì nó có các cái ưu điểm sau. Thứ nhất là nó sử dụng công nghệ sạc thông minh 3 giai đoạn giúp sạc nhanh, tăng độ bền ắc quy và thích ứng với lại nhiều loại dung lượng ắc quy từ 6 ampere giờ đến 100 ampere giờ. Cái bộ sạc này thì nó có bảo vệ ngắn mạch và ngược cực ắc quy, kích thước nhỏ gọn, sử dụng dễ dàng. Rồi thì sau đây thì tôi sẽ tiến hành kết nối, hướng dẫn quý khách cách mà sử dụng. Thì đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ có cái điện lưới nha. Tôi đã chuẩn bị sẵn cái điện lưới, bật điện lưới lên. Đó. Sau khi bật điện lưới lên thì bước tiếp theo quý khách sẽ kết nối cái phích cắm này với lại nguồn điện lưới. Lưu ý là không để hai cái kẹp này chạm vào nhau. Đó. Sau khi kết nối điện lưới thì màn hình nó sẽ sáng, màn hình trên bộ sạc nó sẽ sáng. Và lần lượt quý khách sẽ kết nối. Ở đây tôi sử dụng cái bình ắc quy 12V 17 ampere giờ của Vision. Nó lần lượt quý khách sẽ kết nối cực dây màu đen vào cọc dương của ắc quy, dây màu đen vào cọc âm của ắc quy. Và dây màu đỏ vào cọc dương của ắc quy. Rồi. Sau khi mà kết nối thì bộ sạc đã bắt đầu sạc và cái quạt bên hông nó đã thổi rồi để làm mát cho bộ sạc. Đó, thì quý khách có thể quan sát là trên này dòng sạc hiện tại nó đang là 6,2 ampe. Đó, điện áp sạc hiện tại đang là 13,4V. Phần trăm dung lượng của ắc quy nó đang là 35-40%, 45% nó đang tăng dần lên nha quý khách nha. Cái cách sử dụng nó đơn giản vậy thôi. Tôi xin nhắc lại, cái bước thứ nhất là kết nối cái dây cắm điện lưới vào nguồn điện lưới. Trong quá trình kết nối thì lưu ý không để chạm hai cái dây đen và dây đỏ để nối với cực ắc quy. Sau đó thì sẽ lần lượt kết nối cái kẹp màu đen với lại cực âm của ắc quy và cái kẹp màu đỏ với cực dương của ắc quy. Đó, sau đó thì ắc quy nó sẽ bộ sạc sẽ tự động điều khiển và sạc ắc quy thôi. Một vài lưu ý trong quá trình sử dụng, tránh để dây đỏ nối vào, tránh nối nhầm hai cái kẹp với lại cọc ắc quy nha. Lưu ý là dây kẹp màu đỏ thì nối vào cọc dương và màu đen thì nối vào cọc âm. Rồi cái thứ hai là tránh để chạm hai đầu kẹp đỏ và đen của bộ sạc sau khi mà cắm điện lưới. Và trong quá trình sử dụng thì nên đặt bộ sạc ở nơi thoáng mát, các khu vực có độ ẩm thấp. Rồi, các cái ứng dụng của bộ sạc shower 12V 6A thì nó được sử dụng để sạc cho ắc quy xe ô tô này, sạc cho ắc quy xe máy, sạc cho ắc quy xe đồ chơi và các cái dòng ắc quy khác có dung lượng trong khoảng từ 6A đến 100A thì đều có thể sử dụng được. Bộ sạc 12V 6A của Shure thì được bảo hành 6 tháng từ ngày giao hàng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Thì để mua hàng thì quý khách vui lòng để lại số điện thoại bên dưới video hoặc liên hệ trực tiếp với lại hotline của Dakiantech là 034 35 35 797. Quý khách cũng có thể mua hàng trực tiếp online tại website chính thức của Dakiantech là dakiantech.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong các video lần sau. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì, quý khách có thể để lại bình luận bên dưới video. Xin chào và xin hẹn gặp lại.